Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Trong cuộc đời mỗi con người Để có thể trưởng thành và hoàn thiện bản thân Người ta có thể phải vượt qua nhiều giai đoạn Qua nhiều bước đường chập chững Vì vậy Việc vượt qua những khó khăn thử thách Sửa chữa những sai lầm Luôn là một nhu cầu tất yếu Để chúng ta tự hoàn thiện bản thân Và trưởng thành vững chãi hơn trong cuộc sống Ở bài học hôm nay Thông qua tình huống đọc hiểu Và nghị luận xã hội Của một đề bài sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về quá trình của con người uh, trong việc sửa chữa những sai lầm cũng như vượt qua những khó khăn thử thách để hoàn thiện và trưởng thành bản thân. Đề bài chúng ta như sau, ở phần đọc hiểu 3 điểm để yêu cầu đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Nếu như có ai làm điều không tốt với ta, cũng không nên sân si oán giận. Lớn rồi, phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người. Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn. Không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa. Một nhân viên tốt nếu có thêm ngoại hình ưa nhìn và phong cách chuyên nghiệp thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc, phải không nào? Và chăng lớn lên là để biết đôi khi có người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu, hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn, vì cuộc sống thử thách khắc quá khắc nghiệt với mình. Mọi sự trên đời xảy ra đều có lý do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoài nhìn lại rồi, bạn sẽ thấy những khó khăn hôm qua nhào nặng nên con người bạn hôm nay trưởng thành, mạnh mẽ và bình yên trước bão táp cuộc đời. Đây là một đoạn trích của tác giả Anthony Robbins trong cuốn sách Đánh thức con người phi thường trong bạn, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Đề bài có 4 yêu cầu như sau. Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. Đoạn trích này được diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ nào? Câu 2: ở mỗi đoạn văn trên đây, tác giả đã sử dụng cách trình bày nào cho các cách sau: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích, song hành? Theo tác giả, tại sao ta cần phải học cách tự yêu lấy bản thân mình? Câu 3. Anh chị hiểu như thế nào về câu nói: "Khó khăn hôm qua nhào nặn đến con người bạn hôm nay"? Xác định và chỉ rõ tác dụng của phép tu từ cú pháp nổi bật nhất được sử dụng trong đoạn trích. Câu 4. Bài học cuộc sống nào trong đoạn trích có nghĩa sâu sắc nhất đối với anh chị? Vì sao? Thì đối với đề bài này đầu tiên ta cần phải giải quyết được cái câu 1 à, câu 1 người ta yêu cầu kem là xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. thì ở đây chúng ta có thể nhìn trên cái sơ đồ tư duy mà thầy đã hệ thống cho kem, thì cái câu một đấy là chúng ta phải xác định được phương thức biểu đạt chính, à, các phương thức biểu đạt trong các văn bản thầy đã dạy cho kem rất cẩn thận kỹ lưỡng ở các khoa học đặc biệt là khoa học Pen C. ở đây thầy không nhắc lại, à, nhưng dựa trên cơ sở cái văn bản chúng ta vừa đọc, à, chúng ta có thể xác định được ngay. Đây là văn bản trên uh, sử dụng chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt là phương thức nghị luận. Uh, sở dĩ như vậy vì trong đoạn trích này tác giả không chỉ uh, dùng các lập luận uh, mà còn đưa ra các lý lẽ và dẫn chứng để từ đó uh, thuyết phục người đọc, người nghe tin và làm theo những quan điểm của chính mình. Uh, đó chính là gì phương thức nghị luận. Uh, yêu cầu thứ hai uh, trong câu hỏi số 1. Đây là Đoạn trích này được diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ nào? Thì chúng ta cũng đã biết đến 6 phong cách ngôn ngữ và các phong cách ngôn ngữ này đều đã được thầy hệ thống và giảng giải các một cách rất cẩn thận kỹ lưỡng trong khoa học PNC. Ở đây ta áp dụng lại các kiến thức đó để giải quyết tình huống đề bài này. Thì đối với lại cái đoạn trích mà chúng ta vừa xem xét thì có thể xác định được rằng cái đoạn trích này được diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ chính luận. À, tức là ở trong văn bản ấy, tác giả công khai bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề uh, thuộc lĩnh vực đời sống xã hội. Uh, vì vậy nó thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận. Ngôn ngữ trong văn bản thì nhìn chung là truyền cảm và giàu sức thuyết phục. Ở câu hỏi số 2 uh, đề bài yêu cầu như sau: Ở mỗi đoạn văn trên đây, tác giả đã sử dụng cách trình bày nào trong các cách sau: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích song hành. Thì năm cái cách trình bày ý uh, tức là gì? Uh, diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích song hành thì đều cũng đã hệ thống ra một cách rất kỹ lưỡng, cẩn thận ở trong khoa học pen C cũng như ở đầu khoa học pen Y. À, thế thì ở cái đề bài này chúng ta cần phải uh, xác định năm uh, cái đoạn uh, tức là bốn cái đoạn trích bốn đoạn văn nhỏ ở trong cái văn bản này thì có thể nhận thấy rằng cả bốn đoạn văn này uh, nó đều mở đầu bằng cái câu là phải chăng ta lớn lên và sau đó thì triển khai cụ thể các cái ý tứ uh, mà tác giả đã nêu ở câu đầu. Uh, do vậy Uh, có thể xác định được rằng uh, trong uh, mỗi đoạn văn, trong mỗi đoạn văn trên ở cái văn bản trên thì tác giả đều sử dụng cách trình bày diễn dịch, tức là uh, trình bày đi từ ý lớn đến ý nhỏ, đi từ khái quát đến cụ thể. ở uh, Cái ý thứ hai trong câu hỏi số 2. Theo tác giả, tại sao ta cần phải học cách tự yêu lấy bản thân mình? Cái điều này nó nằm uh, ngay ở cái đoạn đầu uh, của văn bản. Uh, tức là ta phải bám sát vào quan điểm tác giả để ta lý giải tác giả viết như sau: "Phải chúng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình, khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách." Như vậy dựa vào cái ý mà tác giả vừa viết ở trong văn bản, ta có thể giải thích như sau. À, sở dĩ là tác giả khẳng định phải học cách tự yêu lấy bản thân mình vì à, có thể xác định là hai lý do. À, thứ nhất là ngoài kia người ta sống với nhau thường có điều kiện hay nói cách theo cách của tác giả là không hẳn không có điều kiện, có thể là những điều kiện về vật chất, có thể là những điều kiện về tinh thần hoặc có thể là những điều kiện nào đó. À, thứ hai, à, sở dĩ ta cần phải học cách yêu lấy bản thân mình là để gì khi ta yêu lấy bản thân mình thì không ai để không ai làm tổn thương bản thân mình nữa. Mà thứ hai để qua đó ta cũng có thể trân trọng những cơ hội và những thử thách. Ở câu hỏi số 3 này, anh chị hiểu như thế nào về câu nói khó khăn hôm qua nhào nặn với con người bạn hôm nay? thì cái câu nói này khó khăn hôm qua nhào nặn đến con người bạn hôm nay người ta yêu cầu các em là hiểu như thế nào tức là các em phải giải thích nó à, do vậy các em phải bám sát vào cái câu nói đó để giải thích và khi giải thích thì bao giờ thầy cũng dặn các em là phải đi từ cụ thể đến khái quát giải thích từ yếu tố nhỏ đến yếu tố lớn à, do vậy ở đây à, trong câu này hết ta cần phải giải thích được cái cụm từ khó khăn hôm qua tức là khi giải thích các em có thể nêu là gì à, trong cái câu nói trên khó khăn hôm qua là những khó khăn những thử thách, những gian chơn uh, trong quá khứ mà mỗi người có thể đã phải trải qua uh, hoặc là đã phải cố gắng nỗ lực để vượt qua nó. Thế còn con người bạn hôm nay là con người của hiện tại và con người hiện tại này theo như tác giả văn bản đấy là con người thì trưởng thành, mạnh mẽ và bình yên trước những bão tố của cuộc đời. Cái điều đấy được thể hiện ở đoạn cuối cùng của văn bản đấy ạ. Ngoài nhìn lại rồi bạn sẽ thấy những khó khăn hôm qua nhào nặn con người bạn hôm nay trưởng thành mạnh mẽ và bình yên trước bão táp của cuộc đời như vậy con người hôm nay là con người uh, trong hiện tại một người đã trưởng thành hơn đã mạnh mẽ hơn uh, có thể gì bình yên trước những bão táp của cuộc đời uh, từ đó ta có thể hiểu toàn bộ cái quan niệm trên uh, tác giả khẳng định là để có được uh, một cái để có được hiện tại trưởng thành mạnh mẽ vững vàng và bình yên trước những bão táp của cuộc đời thì người ta phải biết vượt qua uh, những khó khăn những gian nan những thử thách trong quá khứ à, nó cũng cho thấy rằng à, chính những điều mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ sẽ góp phần quan trọng trong việc làm nên cuộc sống hiện tại của mỗi người. À, sau đó thì ý thứ hai trong câu hỏi số 3 đề bài yêu cầu như sau xác định và chỉ rõ tác dụng của phép tu từ cú pháp nổi bật nhất được sử dụng trong đoạn trích. Thì ta có thể nhận thấy rằng à, ở trong đoạn à, cái phép tu từ cú pháp cũng như là các biện pháp tu từ từ vựng thầy đều hệ thống bạn một cách rất cẩn thận kỹ lưỡng ở trong khoa học pen C cũng như ở phần đầu của khóa học pen Y. Ở đây dựa trên cơ sở những kiến thức ta đã học thì ta có thể xác định và tức là và bám sát văn bản có thể xác định như thế này. Ta nhận thấy ở đầu của mỗi một đoạn văn đều có một cái câu là gì? Phải chăng ta lớn lên. phải chăng lớn lên, phải chăng lớn lên và phải chăng lớn lên. Thì tất cả những cái câu hỏi đó có thể hình dung đấy là gì? chính là cái biện pháp tu từ được tác giả sử dụng phổ biến ở trong cái đoạn văn này à, người ta yêu cầu các em là gì là xác định chỉ, chỉ rõ tác dụng của biện pháp tu từ cú pháp nổi bật nhất đấy được sử dụng trong đoạn trích vì nó là biện pháp tu từ cú pháp nổi bật nhất cho nên ta không cần phải xác định nhiều chỉ cần xác định một biện pháp thôi ở đây là chính là gì cái có thể nói là biện pháp tu từ cú pháp được sử dụng nổi bật nhất trong đoạn này chính là câu hỏi tu từ đấy, bởi vì À, tức là câu hỏi tu từ ấy được thể hiện qua các cái cụm từ phải chăng ta lớn lên hoặc phải chăng lớn lên ở đầu của mỗi đoạn văn. Thì các biện pháp tu từ, từ này à, nó mang lại một cái hiệu quả à, tương đối à, quan trọng cho văn bản. Đó là gì? Nó giúp cho tác giả gợi mở được vấn đề mà mình định nêu ở phần sau. Mà thứ hai, nó thức tỉnh à, cái suy nghĩ của người đọc, à, khiến người đọc à, phải đồng cảm và cùng suy nghĩ với lại tác giả. Mặt thứ ba, nó cũng có tác dụng là gì? khắc sâu, nhấn mạnh những điều mà tác giả uh, cần trình bày ở trong văn bản. Ở câu hỏi số 4 này, bài học cuộc sống nào trong đoạn trích có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với anh chị? Vì sao? Thế đây chúng ta một mặt là phải nêu được cái bài học uh, có ý nghĩa nhất đối với mình ở trong uh, qua văn bản. Và mặt thứ hai, chúng ta cố gắng uh, lý giải là vì sao theo yêu cầu của đề. Uh, thực ra trong văn bản này có thể có nhiều bài học. Uh, các em có thể nêu cả ba bài học thậm chí đến bài học thứ tư ở đây thì chỉ nêu ba bài học thôi à, ta có thể nêu cả ba bài học cho ta giải thích cũng có thể ta chỉ cần nêu một trong ba bài học này thôi vì đề yêu cầu là gì là bài học có ý nghĩa sâu sắc nhất vậy thì ta có thể chọn một trong ba bài học hoặc là nêu cả ba cũng được miễn là các em giải thích một cách ngắn gọn ở đây ta có thể nhận thấy bài học thứ nhất mà văn bản trên đã mang đến cho chúng ta đấy là gì cần phải biết yêu lấy bản thân biết hoàn thiện bản thân à, bởi vì khi ta yêu lấy bản thân thì ta sẽ biết là gì? Ta sẽ cố gắng để làm sao để người khác không làm tổn thương bản thân. Thứ hai, đồng thời cũng biết trân trọng những cơ hội, những thử thách. Và khi ta hoàn thiện được bản thân thì mọi cơ hội từ học hành, phấn đấu cho đến công tác và thu nhập sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bài học thứ hai là phải biết chấp nhận thất bại, vượt qua thử thách để trưởng thành mạnh mẽ. Sở dĩ bài học này cũng là một bài học rất có ý nghĩa là bởi vì trong cuộc sống ấy, thì người ta ít khi mà có thể hình dung là con đường đến đích đến thành công nó hoàn toàn trải thảm hoặc là trải vào, hoàn toàn bằng hoa hồng mà trên con đường đấy có thể có rất nhiều những trông gai những khó khăn những thử thách trên à, những khó khăn thử thách như vậy có thể ta sẽ gặp thất bại à, và trong trường hợp đấy thì ta phải biết thì chấp nhận thất bại à, nhìn lại thất bại rút ra kinh nghiệm để từ đó ta vững bước ở trên chặng đường kế tiếp và không bị thất bại tiếp theo nữa à, mặt thứ hai à, trong quá trình à, đến đích đến thành công ta cũng cần phải vượt qua uh, những cái gian nan những khó khăn thử thách. Uh, chỉ khi đã được rèn luyện qua những gian nan, những thử thách, những khó khăn, những bão táp của cuộc đời thì người ta mới có thể trưởng thành nhanh chóng, vững vàng và từ đó mới có thể gì bình yên trước những bão táp của cuộc đời. <laughs> bài học thứ ba mà có thể rút ra từ văn bản đó là không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là phải biết sửa chữa sai lầm. Thì bài học này uh, cũng là một bài học rất sâu sắc có ý nghĩa bởi vì nó giúp cho chúng ta nhận thức được cái tính chất không hoàn hảo của con người trong cuộc sống. Thứ hai, nó giúp ta nhận uh, thức và hiểu được sâu sắc hơn uh, về chuyện đã là con người thì thường khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng những con người chân chính thì bao giờ cũng nỗ lực khắc phục sửa chữa sai lầm để từ đó uh, trưởng thành hơn và hoàn thiện bản thân mình. Uh, như vậy, uh, qua cái phần sơ đồ tư duy chi tiết trên bảng cũng như cái phần thầy phân tích và hướng dẫn kem, các các em đã giải quyết xong. Uh, các câu hỏi số 1, số 2, số 3, số 4 Của phần đọc hiểu văn bản ở đề bài này uh, Các em lưu ý rằng Toàn bộ phần đọc hiểu văn bản như thế Các em phải cố gắng để hoàn thành Trong vòng khoảng độ tầm 20 phút uh, Bởi vì tổng đề thi chúng ta Chỉ có 120 phút thôi uh, Do vậy, việc hoàn thành nó trong khoảng thời gian đó Là hết sức quan trọng Để từ đó, ta còn dành được thời gian Cho phần nghị luận xã hội Và phần nghị luận văn học Nếu không, ấy, thì các em có thể Sẽ bị điểm rất kém ở các phần còn lại do vậy phải nắm thật chắc kiến thức xác định một cách chính xác trả lời một cách ngắn gọn tuyệt đối không dài dòng Đấy, mục đích của phần đọc hiểu là các em phải đọc hiểu được văn bản trả lời được một cách uh, trả lời được các câu hỏi trong phần đọc hiểu một cách ngắn gọn nhưng chính xác và đầy đủ